Ta-da! Chúng tôi sắp giới thiệu cho bạn một thứ hay ho gọi là cây năng lượng mặt trời. Chà, thực ra nó không phải là cây thật đâu. Nó giống một hệ thống năng lượng mặt trời và lưu trữ dưới hình dạng cái cây hơn. Một công ty ở London đã chính thức giới thiệu nó gần đây và mục tiêu của họ là cung cấp năng lượng cho các trạm sạc EV. Trong đó, EV là viết tắt của xe điện. Cây ở đây sản xuất ra điện sạch. Công ty đã tạo ra loại cây năng lượng mặt trời này vì họ muốn thu năng lượng vào hệ thống quản lý và lưu trữ năng lượng EMS do AI vận hành. Hệ thống đó sẽ vừa giải phóng vừa điều tiết toàn bộ năng lượng. Và ta sẽ có thể nhìn thấy thế hệ đầu tiên của những cây năng lượng mặt trời này vào đầu năm 2023. Tôi không biết bạn nghĩ gì về nó, nhưng tôi có thể hình dung ra thứ này ở sân sau nhà rồi. Bạn đang thư giãn, nhấm nháp một tách cà phê ẩn dưới tán cây và bạn có thể sạc laptop hoặc điện thoại mà không cần phải vào trong nhà. Nhưng có lẽ ta sẽ không đủ khả năng chi trả cho món hàng ngay lập tức. Công ty chủ quản đã quyết định rằng họ muốn tập trung trước mắt vào xe điện tốc độ cao. Và họ nói rằng loại cây này sẽ rẻ hơn khi chúng được sản xuất hàng loạt. Tôi vẫn còn cơ hội mua mọi người ạ. Cây có màng pin mặt trời mỏng, nó có thể tạo ra 5kW điện. Lượng điện năng đó đủ để cung cấp năng lượng cho tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, lò nướng, máy nước nóng và cả TV. Đây không phải là lần đầu tiên có người nghĩ ra một thứ kết hợp giữa thực vật học và năng lượng mặt trời. Bạn đã nghe nói về Smart Flower chưa? Nó trông giống như một bông hoa cúc robot khổng lồ. Smart Flower có đủ năng lượng để sạc các thiết bị nhà bếp của bạn đấy. Vậy nhìn chung cây năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào? Chúng hấp thụ ánh sáng mặt trời bằng lá của mình. Lá cây có khả năng quang điện, nghĩa là chúng chuyển đổi ánh sáng thành điện năng. Sau đó, điện đi xuống cột trung tâm trông giống như một cái rương và kết thúc ở một cục pin bên trong. Một số thiết kế có các tấm xoay di chuyển suốt cả ngày để cây có thể đón được nhiều ánh sáng mặt trời hơn và từ đó tạo ra nhiều điện hơn. Khi bạn xây dựng một nhà máy điện mặt trời, khách hàng hầu hết sẽ có hợp đồng mua bán điện có khả năng kéo dài từ 20 đến 25 năm. Điều đó không có nghĩa là cái cây của bạn sau đó sẽ trở nên vô giá trị. Trên thực tế, cơ sở hạ tầng của nó thực sự ổn định và các tấm pin có thể sẽ tồn tại được 40, thậm chí tới 50 năm. Và bạn có thể thay thế chúng bằng các mô đun mới, thậm chí còn hiệu quả hơn sau đó, với mức giá tương đối thấp. Bây giờ, chúng ta cần nhiều nguồn năng lượng hơn vì ngày càng có nhiều thứ cần được sạc. Giống như quả bóng thi đấu Adidas Aurora này. Khi bạn nghĩ về điều đó lần đầu tiên, thật kỳ lạ khi tưởng tượng bạn phải cắm quả bóng đá của mình vào và sạc nó giống như một chiếc điện thoại. Nhưng vài tháng trước World Cup, chúng tôi nhận được tin rằng điều này đã thực sự xảy ra. Sẽ có một trận đấu với công nghệ cảm biến AI. Mục đích của quả bóng là giúp trọng tài đưa ra những quyết định chính xác hơn. Nó cũng thu thập dữ liệu và số liệu thống kê về các trận đấu để mọi người có thể phân tích trận đấu tốt hơn. Bạn cần sạc pin trước mỗi trận đấu để đảm bảo cảm biến tích hợp của nó hoạt động. Khi được sạc đầy, pin có thể hoạt động trong 6 giờ và ta đang nói về việc sử dụng tích cực đấy. Nếu không sử dụng quả bóng, pin của nó kéo dài được 18 ngày. Khi quả bóng hết pin trong trận đấu và các cầu thủ thay nó bằng một quả bóng khác, không cần ai phải làm gì cả, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cảm biến của quả bóng. Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng ta có dồi dào nhất trên trái đất. Mỗi giờ năng lượng mặt trời chiếu vào hành tinh của chúng ta nhiều đến mức nó có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng hàng năm của toàn nhân loại. Ngoài ra, đó là nguồn mà chúng ta có thể lấy năng lượng nhanh nhất. Bạn cũng tránh sạc pin điện thoại qua đêm, phải không? Đó thực sự không phải là vấn đề lớn như hầu hết mọi người nghĩ. Bạn sẽ không làm hỏng điện thoại của mình thì làm điều đó đâu. Công nghệ thông minh hoạt động theo cách ngăn pin điện thoại của bạn sạc khi đầy. Điện thoại của bạn cũng biết rằng nó cần phải bắt đầu sạc lại nếu pin của bạn cạn kiệt một chút thì vẫn được cắm điện. Sạc điện thoại ở công cộng là cực kỳ an toàn. Tin đồn thôi. Tốt hơn hết hãy tránh nó vì đó là cách bạn khiến thông tin của mình gặp rủi ro. Các loại dây bạn thấy ở sân bay và nhà hàng không chỉ là nguồn cắm điện thôi đâu. Ví dụ như khi bạn cắm đèn vào tường. Dây cũng tạo ra một đường dẫn để truyền dữ liệu của bạn. Vì vậy, khi bạn đang sạc điện thoại tại các cổng công cộng đó, ai đó có thể truy cập điện thoại của bạn một cách dễ dàng. Điều đó bao gồm văn bản, email, ảnh và mọi thứ bạn có. Sử dụng bộ sạc di động sẽ tốt và an toàn hơn nhiều. Bạn có biết khi mua một chiếc điện thoại mới và mọi người đều khuyên bạn nên sạc đầy pin trước khi sử dụng không? Chà, bạn có thể làm điều đó nếu muốn, nhưng nó không cần thiết.
Các nhà sản xuất chủ yếu nói điều đó để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đấy mà. Vào thời điểm bạn cầm chiếc điện thoại mới trên tay, quá trình sản xuất và thử nghiệm có thể đã tiêu hao tới một nửa pin rồi. Vì vậy, nếu bạn mong đợi pin mới của mình sẽ dùng được 8 giờ và trên thực tế nó chỉ dùng được 4 giờ thôi, bạn có thể có ấn tượng sai lệch về chiếc điện thoại mới của mình. Một điều nữa, tôi có thể để điện thoại của mình ở chế độ tiết kiệm pin mọi lúc, có hại gì không? Chà, không có lời đồn nào ở đây cả. Sẽ không có điều gì xấu xảy ra với phần mềm của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đặt điện thoại ở chế độ năng lượng thấp trong phần lớn thời gian, bạn có thể có trải nghiệm người dùng kém hơn, vì điện thoại của bạn sẽ bỏ bớt mọi thứ bổ sung. Âm thanh sẽ không lớn như bạn thường muốn. Bạn sẽ khó nhìn thấy màn hình của mình do độ sáng thấp, cộng thêm các ứng dụng sẽ không kiểm tra thông báo mọi lúc mà khoảng 10 phút một lần. Tuy nhiên, chế độ năng lượng thấp rất phù hợp nếu bạn muốn tạm dừng sử dụng các thiết bị. Bạn tôi kể rằng, tôi không nên sạc điện thoại cho đến khi nó về không và sập nguồn. Tôi đã phải kiểm tra điều đó và đúng như dự đoán, điều đó không đúng. Bạn nên sạc pin lithium ion trước khi điện thoại hết pin là tốt nhất. Loại pin này gần như quên mức dung lượng tối đa của nó là bao nhiêu. Vì vậy, khi bạn sạc lại, pin điện thoại của bạn có thể không sạc lại được như mức ban đầu đâu. Nó có thể giảm công suất vì nó nghĩ là đủ 100% rồi. Ngay cả một ứng dụng cũng có thể ngốn rất nhiều pin, đôi khi lên tới 20%. Ví dụ, một số ứng dụng mạng xã hội làm hao pin điện thoại của bạn vì chúng liên tục chạy mọi thứ ở chế độ nền, ngay cả khi bạn không làm gì ở đó cả, giống như là kiểm tra cập nhật trạng thái và tin nhắn chẳng hạn. Việc tắt điện thoại để tiết kiệm pin là vô ích, không đúng nha. Hầu hết chúng ta không đóng hoàn toàn các ứng dụng, ngay cả khi đã ngừng sử dụng chúng. Càng nhiều ứng dụng chạy nền thì thời lượng pin của bạn sẽ càng ngắn. Vì vậy, hãy tắt điện thoại của bạn ít nhất một lần một tuần để tắt tất cả ứng dụng, chẳng hạn như khi bạn đang xem phim hoặc có một cuộc họp dài ở nơi làm việc. Bằng cách đó, bạn sẽ không có tác vụ nào ở chế độ nền, thay vì 20 tác vụ hoặc thậm chí nhiều hơn cứ sau 10 phút. Sẽ không có gì xảy ra nếu bạn dùng điện thoại khi đang cắm điện, mặc dù có nhiều nhận định khác nhau. Chỉ là pin sẽ sạc lâu hơn nên tránh sử dụng điện thoại nếu bạn không có nhiều thời gian như vậy thôi. Đây là một trong những lầm tưởng yêu thích của tôi. Khi bạn làm mất bộ sạc, hãy tiết kiệm một số tiền và mua một bộ sạc không có thương hiệu. Điều đó có thể làm hỏng pin điện thoại của bạn vì loại sạc này có thể không có tiêu chuẩn để nạp điện áp chính xác vào pin. Không cần nhấn thoát khi bạn lấy điện thoại ra khỏi máy tính. Không, nếu không nhấn thoát, bạn có thể làm hỏng các tập tin của mình hoặc khiến điện thoại không thể hoàn tất quá trình sao lưu. Và đừng lo lắng nếu bạn luôn bật tìm kiếm Wi-Fi. Nó cần một ít pin nhưng không nhiều đâu.